Sau khi mà các bạn thực hiện tạo các lớp thành công và các bạn thực hiện khai báo xong rồi, thì chú ý một số điều. Thứ nhất, ở trong cái web config này các bạn có cái chuỗi cấu hình của nó. Chuỗi cấu hình ở đây. Được chưa? Nhớ là cái tên chuỗi kết nối này nó trùng tên với cái thằng tên này. Được chưa? Đó là vấn đề buổi học trước ta có nói đến cái này rồi. Và khi chạy thì ở đây nó sẽ sinh ra cơ sở liệu với cái tên mình mong muốn. Và tài khoản của chúng ta ở đây. Và khi các bạn chạy lần đầu tiên là chạy ở đây này. Các bạn nhìn thấy thầy sẽ chạy lần đầu tiên. Đây, thầy thực hiện truy vấn ra tất cả những cái mẫu tin. Và thầy trả về số lượng. Và thầy truyền cái dữ liệu sang để cho nó view này hiển thị. View hiển thị. Được chưa? Thì khi mà nó chạy được cái câu lệnh truy vấn đầu tiên thì nó sẽ sinh ra cơ sở dữ liệu. Như vậy ở đây ta sẽ chạy cái ứng dụng lần đầu tiên. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì nó sẽ sinh ra cơ sở dữ liệu cho chúng ta. Đấy, và các bạn mở SQL lên để quan sát. Đây, ứng dụng nó đang chạy ở đây, các bạn chờ nó chạy xong, thành công thì nó ra. Chạy lâu à? Rồi, cơ sở cây này SQL thì ta truy cập vào để ta quan sát. Cơ sở dữ liệu chưa có thấy chưa có nha. Thì xem có thể nó sinh ra cơ sở liệu đấy không. Đây ra rồi đúng không? Ra rồi. Nhớ là cái này ban đầu chưa có đâu nha các bạn nha. Giờ các bạn quan sát cái bảng của nó này. Nó sinh ra. Đây. Tất cả các bạn ở đây thì có một cái vấn đề này. Có một vấn đề nha. Chú ấy có một vấn đề. Thì giờ ta mới đặt ra tình huống. Đó là cái bảng config này. Bảng config cái này là mình chưa gì nhỉ? Chưa tạo ra đây. Như vậy ta phải khai báo thêm bảng config vào đây này. Rồi như vậy là cái này chưa có đúng không? Rồi ok. Như vậy tạm thời thầy sẽ xóa luôn cái dữ liệu này, thầy chạy lại nhá. Thầy build lại này. Rồi như vậy là cái cơ sở liệu của thầy xóa rồi, giờ thầy chạy lại đây. Đâu nè, xem hai lần nó khác một lần. Rồi cơ sở liệu chạy ra này, đóng kết nối này, kết nối lại này. Các bạn nhìn cơ sở liệu nó tạo ra đây. Và giờ các bạn quan sát cái bảng của chúng ta đã có bảng config rồi đúng không? Giờ thay đặt ra một tình huống, đó là bảng config này là mình đã khai báo xong, mình đang bổ sung thêm trường, đúng không? Như vậy giờ ta bổ sung thêm trường thì ta bổ sung làm sao? Đấy các bạn nha, tập trung. Khi mà các bạn bổ sung thêm trường thì đầu tiên ở đây các bạn phải design nó lại. Ví dụ ở đây thầy muốn thêm một cái trường meta key đi, column meta key là từ khóa tìm kiếm, thì các bạn có thể lấy cái kiểu dữ liệu ở đây luôn. Và tiếp tục ở đây thầy sẽ thêm một cái trường nữa, đó là gì? Meta DESC là mô tả, thầy ví dụ như vậy. Như vậy nếu ở đây thầy thêm hai trường thầy lưu lại. Chú ý,
Cái này là cái mà SQL nó chậm thế nhá. Nếu như chậm sửa cái này, ta muốn bỏ cái chức năng này, các bạn vào đóng cái này lại, các bạn vào trong cái công cụ tool chọn folder option, các bạn chọn ở chỗ designer này này, các bạn bỏ cái ràng buộc nó đi, được chưa? Ok, và các bạn thực hiện lưu lại, nó sẽ cho lưu. Như vậy là ta đã đổi bảng thành công, đổi và là thay đổi cái cấu trúc bảng thành công. Và ta chạy ứng dụng lên, các thứ nó lỗi gì không nhá? Có lỗi không? Các bạn thấy không lỗi. Nhưng trong cái tập tin config này nó thiếu thông tin. Thiếu thông tin. Như vậy ở đây ta phải khai báo thêm hai cái thuộc tính tương ứng, đó là gì? Meta key. Và đây ta sẽ khai báo thêm meta DESC. Thêm hai trường như vậy, các bạn build lại. Và các bạn chạy lại này, build thì build thành công á, build thành công à. Đây, và các bạn chạy lại. Thì nó sẽ xuất hiện ra một cái lỗi. Nó sẽ xuất hiện ra lỗi, được chưa? Sau này khi mà các bạn làm bài mà thay đổi cấu trúc của bảng như thế này, nó xuất hiện lỗi thì các bạn xử lý bằng cách như sau. Chú ấy, cái lỗi này nó có duy cái tên là thời gian DB con quét đúng không? Và hoặc là các bạn tìm đến cái migration đấy này. Tìm đến migration này, cái chữ này này, đấy. Được chưa? Muốn fix lỗi này, các bạn thực hiện như sau. Các bạn tìm vào trong cái cơ sở dữ liệu, các bạn thấy có cái bảng gọi là Myron History đây. Các bạn kích thoại chuột, chọn Edit Row, và các bạn xóa đi cái dòng dữ liệu này. Xóa đi nhá. Xóa đi. Mất rồi. Ok, các bạn đóng lại. Không cần build gì hết, các bạn chạy lại, nó không lỗi nữa. Được chưa? Đấy, đó là vấn đề thứ nhất khi các bạn làm cái này. Và buổi hôm nay chúng ta tiếp tục với nội dung, đó là xây dựng trang quản trị. Và ta tìm hiểu cái cách truyền dữ liệu giữa controller với vim. Thông qua cái ứng dụng ta là tìm hiểu luôn, chứ ta không có tìm hiểu bằng slide rồi sau đó gì đâu ha. Như vậy, trang quản trị nó là một cái vùng. Trang quản trị nó là một cái vùng. Do vậy đầu tiên các bạn sẽ tạo cho thầy một cái vùng ở đây. Đóng hết cái này nha. Đóng hết. Đừng ồn nè, đừng ồn. Các bạn kích chuột phải vào project. Các bạn add cho thầy một cái thư mục. Được chưa? Tên là A R E A S vùng. Được chưa? Chú ý, phải đúng nha. Rồi sau đó các bạn kích phải chuột vào thư mục add. Các bạn thấy có cái chữ vùng ở đây, phải tạo thư mục thì nó mới ra. Các bạn kích vào, và ở đây các bạn chọn MVC này, vùng này. Được chưa? Và các bạn ấn add. Thì ở đây khi đừng giận, ta muốn đừng giận gì thì các bạn dò đừng giận đó. Thầy muốn phổ biến. Các bạn đấy, thầy sẽ set đừng giận là gì? Admin. Được chưa? Đừng giận của ta là admin. Như vậy ở đây ta sẽ thực hiện tạo ra cái vùng tên là AD gì? Admin. Ấn add cái. Thì trong cái vùng này nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc MVC con. Được chưa? Mỗi MVC con. Đấy. Và khi ta gõ đường dẫn thế này, ta enter, thì nó cũng chạy đến một cái controller nào đó. Nó vẫn chạy đến controller default. Controller giống như ta khai báo ở bên cái thằng này này, giống như ta khai báo ở đây, giống như ta khai báo ở đây. Đấy, ta vẫn chạy đến mặc định là gì? Default mặc định là size và cái này.
thì đối với trang Admin nó cũng tương tự như vậy, nó sẽ chạy mặc định. Thì để mà khai báo như vậy, các bạn mở cái tập tin Admin ra, và ở đây các bạn khai báo. Trong cái cấu trúc này các bạn thấy thiếu controller, đúng không? Thì các bạn bổ sung thêm một cái thuộc tính controller vào đây nữa. Đấy, controller bằng phải, ở đây controller tên là gì? Thì ở đây thầy sẽ tạo ra controller tên là dashboard, bạn điều khiển. Ok nhá. Như vậy thầy sẽ thực hiện build cái này này, và thầy chạy á, cái này đường dẫn này nó sẽ chạy vào dashboard. Đó. Và hiện tại controller thì chưa có, đúng không? Nó không chạy à? Đấy. Ồ. Như vậy là đây ta cần mình tạo controller các bạn. Như vậy ở đây thầy sẽ tạo controller ở trong Admin. Tên là dashboard. Controller. Tên là dashboard empty. Và tên là dashboard. Add ha. Và thầy build nó lại này. Thầy add view luôn. À, mình giống như trang người dùng muốn add view thì ta phải có layout, đúng không? Ta phải có layout thì ta phải add view được. Như vậy ở chỗ này ta sử dụng một cái layout. Đây các bạn kích vào xe, đây các bạn tạo cho thầy một cái view. Các bạn chọn cho thầy một item này. Rồi các bạn chọn đến cái mục là resort này, các bạn chọn cho thầy layout. Và đây các bạn đặt tên là layout AD Min anh nè. Thì đây các bạn có một cái layout ở đây rồi, được chưa? Như vậy giờ ta sẽ thực hiện add view cho nó, kích phải chuột add view và các bạn chọn layout ha. Layout, chú ý layout này là layout của trang người dùng. Muốn chọn layout của trang quản trị thì các bạn sửa lại đường dẫn, chú ý hay bị lộn lắm, được chưa? Rồi ấn add này, add này. Như vậy ta build nó lên, ta chỉ thử cái này nó ra cái gì không. Đấy, nó vẫn ra. Rồi giờ ta sẽ thực hiện xây dựng chức năng quản lý ở trong này. Và trong cái Visual 2015 về sau, nói chung 2019 đi, thầy đã tạo ra một cái chức năng quản lý cực kỳ đơn giản. Nhưng làm đơn giản này thì điểm nó cũng đơn giản theo. Đó. Đơn giản như thế nào? Đây, thầy muốn quản lý danh mục sản phẩm thì thầy chỉ cần kích chuột vào controller, add controller. Thay vì các bạn chọn empty thì giờ ta không chọn empty nữa. Empty là cái gì? Đó là cái một cái controller trống rỗng. Ta build từ đầu ra đến đây thì ở đây ta không có build từ đầu nữa, mà ta sẽ chọn cái mục là MVC controller with view using entity framework. Ở đây ta sử dụng cái này, các bạn ấn add cái thì nó xuất hiện ra cái cửa sổ. Ở chỗ này ta quản lý category thì ở đây các bạn chọn cho thầy category. Cái này người ta gọi là model. Tiếp theo ở đây ta sử dụng cái tập tin DB content mà ta đang xài là tập tin này. Ở đây ta sử dụng layout là Admin và controller thì nó tự động tạo controller này, các bạn nên đổi tên, được chưa? Thầy là nói là bình thường này category thì thường thường nó hay thêm kiểu ES, đúng không? À, cái đường link này không được đẹp, đường link này không được đẹp. Đường link nào đẹp thì ta xài. Và đường link đó là đường link gì? Đường link chạy ở chỗ này. Ta muốn gọi chữ category. Rory thì nó sẽ đi vào controller này. Như vậy ở đây cái đường link này là controller, ok. Và thế này là đi đến action
index. Như vậy ta muốn đường link như thế này thì ta phải gõ tên là category, chứ không phải category ES gì đó. Như vậy ở đây các bạn đổi cái này lại cho thầy, đó là category. Được chưa? Nhớ là cái nhu cầu của mình là muốn đường link như vậy, các bạn sửa lại đường link như vậy, ấn add cái. Thì cách add này nó chạy hơi lâu, tại vì khi các bạn tạo ra thì nó sẽ tạo ra view gồm có chức năng thêm, xóa, sửa, và controller nó thể hiện luôn được chức năng thêm, xóa, sửa. Đấy. Một tí là thầy sẽ mở cho các bạn hai cái controller khác nhau. Đây, controller mà chọn theo mô hình empty gọi là trống rỗng thì cái này nó chỉ có từng này thôi các bạn. Còn nếu như tạo ra theo cái mô hình gì đây này thì nó ra này. Đấy, nó ra. À, thì ra đây là hiện ra danh sách. Cái này là hiện ra danh sách. Còn cái này là hiện ra chi tiết của một mẫu tin. Cái này là hiện ra form thêm. Còn cái này là xử lý chức năng thêm. Còn cái này là hiện ra cái form cập nhật. Còn cái này là xử lý cập nhật. Tiếp theo ở chỗ này là xóa, nhưng nó chưa xóa liền các bạn. Nó không có xóa liền, nó xuất hiện là cái form xác nhận. Như là mình ấn nút xóa nó ra một cái form xác nhận, ấn gen không. Đấy. Và đây mới thực hiện là xóa này. Được chưa? Và cây này không cần thiết bỏ. Nó tự sinh ra thì có thể có những thứ dư thừa. Ta xóa đi. Và như vậy ta build nó lên lại. Ta build lên. Và ta chạy đường dần như cái thầy nói ở đây. Ta ấn Enter. Thì ở đây là chức năng quản lý. Đây chức năng quản lý. Trong cơ sở dữ liệu của thầy không có một mẫu tin nào hết. Như vậy ở đây danh sách của nó rộng và nó có cung cấp cho mình một đường link để chúng ta ấn vào chuyển sang một form thêm. Như vậy khi các bạn ấn vào đây nè, ấn vào đây thì nó chuyển qua form thêm và thực hiện ta nhập dữ liệu. Nhưng cách nhập này, các điều kiện thế này là nó dựa vào cái dữ liệu mà nó tạo ra thị trường và thứ này không hợp, không đúng. Nhập thế này là số mấy, tên, áo thun này nó tự sinh ra từ cái chữ trát thì hợp lý hơn. Như vậy chữ sơ lúc này thì không được cập nhập, nó tự xử lý từ tên ra. Đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai, cây này các bạn nhập cái gì? Các bạn là người lập trình ra nó, các bạn biết nó là số mấy, ok. Nhưng cái người sử dụng á, người không hiểu, ám hiểu gì hết thì cái này không được. Nếu như vậy, ở đây ta nhập những con số này là ta biết thì ta nhập thôi. Còn người sử dụng người ta không biết nhập cái gì hết, đúng không? Như vậy, cách này là được tạo bởi ai? Người login vào trang quản trị là người gì? À, là người ra nó. Nhưng mà giờ ở đây ta nhập cái này là tầm 7, đúng không? Rồi. Và nếu như các bạn nhập đầy đủ với các bạn ấn Carit thì nó sẽ thực hiện tạo ra một mẫu tin. Thấy chưa? Đó. Và giờ các bạn thấy mẫu tin này không thích hợp không? Ta có thể ấn vào Edit. Ta có thể sửa lại áo thun nam. Và đây là nam chẳng hạn đi. Như vậy ở đây các bạn save lại thì ở đây nó sẽ đổi lại chữ áo thun nam. Được chưa? Đấy. Như vậy cái này nó cung cấp cho ta một chức năng quản lý từ thêm, xóa, sửa đầy đủ rồi. Nhưng thì nói luôn, cái này nó chỉ cung cấp cơ bản thôi. Như vậy ta dựa vào đó để ta gì? Để ta làm. Như vậy giờ ta cần có một cái giao diện cho nó đẹp ở trang này. Trang này không có giao diện đẹp, đúng không?
ta cần có một cái giao diện đẹp, thì các bạn có thể lấy cái chữ ALT, ATL Admin. Các bạn tìm cái từ khóa này, các bạn đào cái giao diện mới nhất về. Đây thầy chạy cái này, các bạn download cái này về. Và cái này là cái mới nhất của nó, Admin ALT version. Cái này các bạn lăn xuống, các bạn đào cái xuồng của nó về. Đây chỉ là giao diện đấy các bạn nhé, đây chỉ là giao diện cho sẵn, các bạn lấy về các bạn sẵn, được không? Chú ơi, các người dùng không được lấy giao diện, các admin cho lấy, và thầy đang hướng dẫn các bạn lấy giao diện về để được chưa? Đấy, thì đây là giao diện, thầy sẽ dạy nén ra, ít ra hia đây. Rồi ta có cái này, xóa cái bộ dịch nén này đi, tập trung nè, cháy này lên. Và ở đây các bạn mở cho thay cái thằng index 1 hoặc index 2 để ta coi cái giao diện của nó như thế nào. Là đây giao diện của nó đây các bạn, đắp cái này là đó là giao diện ADP. Ta cần đưa cái giao diện này vào cái hệ thống của chúng ta để ta làm đẹp cái trang phục tỷ của mình. Nhưng mà giờ ta cần coi tốt để ta lấy vào phù hợp, ta lấy vào hết là khổ lắm không? À, như vậy đầu tiên thầy sẽ mở cái code của thằng này ra. Code của thằng này ra. Đây, code của nó là đây. Mở cái dạng này nhá. Ta cứ copy cái phần khai báo này nè. Được chưa? Copy cái phần khai báo này, ta để vào ở trong cái thằng layout admin ở phía trên các bạn nha. Được chưa? Tương tự như bài hôm trước, ở đây là header thì ở đây ta lại khai báo thêm một cái vùng footer đứng dưới nữa. Được chưa nào? Rồi, ở trong cái tài liệu này người ta có hướng dẫn, thì ở chỗ này các bạn thấy này, trong cái thằng body các bạn bỏ cái đồn cốt này, body thì các bạn bỏ đồn cốt này, body đâu, đây body bỏ đồn cốt này, được chưa? Như vậy từ chỗ đây này, từ cái chỗ dashboard này trở lên trên, từ cái chữ dashboard này trở lên trên nó gọi là header, được không? Từ cái chữ dashboard này lên trên này gọi là header. Nhưng các bạn đúng ấy, thì trang này nó hơi bị nhiều cốt, cho nên các bạn coi cái này rất là mệt, thầy không lấy cái này đâu, được chưa? Như vậy tạm thời thầy control z cái này lại đi, nó rối lắm đấy ấy. Cái này hơi, xin lỗi, cái này hơi dài. Các bạn vào trong này cho thầy, vào ở trong cái mục là bay example hả? Rồi các bạn chọn cho thầy cái giao diện ba lăng này này. Đây ba lăng đâu, đây giao diện này cho nó nhẹ các bạn. Được chưa? Ta chỉ lấy cái thằng trên thằng dưới cái thằng dừa là ta mới nổi của mình vào mà. Các bạn ta đâu cần phải lấy hết, lấy cái kia là ta làm đó. Ok. Như vậy ta sẽ view suộc của thằng này lên đi, đừng có view suộc thằng đó, view suộc thằng này lên ta lấy. Thì ở trên này là set s này, ô set s của nó các bạn chỉ cần nhúng 3 file thôi các bạn, đúng không? Cái thằng kia kia này là nhúng cần nuôi file. Thằng này chỉ nhúng 3 file, các bạn nhúng đúng 3 file này cho thầy. Đấy, nhúng 3 file, các bạn nhúng 3 file này. Được chưa? Tiếp theo ở đây các bạn nhúng cái thằng gì? Đấy. Tiếp theo các bạn tìm cho thầy cái chữ blank page này. Được chưa? Copy này. Ctrl H này. Ctrl F chứ không phải Ctrl H đâu. Tìm. Đấy. Rom bay ra chỗ này. Đâu phải chỗ này nhỉ? Ở cái chỗ này là cái chữ thẻ này là thẻ mấy ta?
Các thử thể hát máy đã. H1. Như vậy ta bị tìm đúng cái chữ H1 mới đúng, đúng nhá. Đây. Ctrl F, các bạn tìm cho thầy cái thẻ H1 có cái chữ này. Tìm đi. Đấy, ở chỗ này. Từ cái chỗ này trở lên. Từ chỗ này nè. Trở lên, từ chỗ này trở lên thì ta gọi là header. Các bạn copy từ chỗ này trở lên, ở chỗ này là content các bạn. Chỗ này là content này. Được chưa? Rồi, từ chỗ này trở lên này. Lên đến đâu? Nó dài không? Rất là dài vì cái menu của nó rất là dài mà. Đấy, các bạn lên thì chú ý, các bạn không phải là lên tất cả nhé, các bạn lên đến chỗ này thôi. Được chưa? Các bạn để ở phía trên của trang web là đây. Được chưa? Rồi, ta coi lại cái trang. Như vậy là từ cái chỗ footer về cuối, chỗ chữ footer. Như vậy ở chỗ này ta tìm đến cái chữ footer đây. Đấy, thầy xóa luôn nhé. Thầy xóa luôn để cho nó gọn, được chưa? Khỏi tìm nó mất công. Như vậy là ở chỗ này đến chỗ nào? Ở chỗ này thì ở chỗ này là footer các bạn. Từ chỗ này là footer, các bạn kéo xuống luôn. Xuống để đây. Được chưa? Đấy, copy nó. Cắt luôn đi các bạn, cắt luôn đi. Rồi. Ồ, ở đây là footer ở đây, do vậy ở đây là footer. Footer thì để ở dưới. Được chưa? Rồi. Như vậy ta chạy thử lại cái trang web của chúng ta coi nào. Đây trang web của chúng ta ở đây. Nó có được cái gì? Ồ, menu. Cái đùi gì đến đây này đúng không? Ở dưới. Tại sao nó ra thế này? Tại vì khi này ta copy code vào, ta phải copy CSS vào thì mới chỉ copy được link đúng không? Copy được link nhưng chưa copy cái gì. Như vậy giờ ta phải coi lại. Coi lại ở trên cùng đây. Ở đây nó nằm ở đâu các bạn nhỉ? Loop in bit. Đúng không? Như vậy ở đây ta tìm hai cái thư mục loop in và bit. Ta copy vào trong project của chúng ta. Như vậy mở đây ra, các bạn quay về này. Đây. Đây chưa phải. Đây. Loop in và delete. Đây. Vậy đây. Được chưa? Các bạn copy hai cái này. Các bạn để ở trong. Sao? À đây. Rồi ok, copy hai cái này vào để ở trong thư mục public. Public thấy chưa? Chưa, như vậy ta sẽ tạo ra một cái thư mục public. Rồi, các bạn kích phải chuột vào thư mục public, các bạn dán cho thầy. Được chưa nào? Sau khi dán xong, các bạn nhìn, quan sát ra. Rồi, dán xong. Thì ở trên này, ở chỗ này các bạn chỉ cần xóa cái này đi. Các bạn sửa cho thầy chữ public. Như vậy ở đây thầy sẽ sử dụng tổ phím Ctrl H thay thế cái chữ này bằng chữ public. Sorry. Đây, tìm kiếm cái chữ này. Hoặc là tìm kiếm luôn cái chữ này đi, Ctrl H và thay thế bằng chữ public set. Được chưa? Thay thế này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Có nhiều thứ không đúng rồi các bạn. Đúng không? Có nhiều thứ không đúng, nhưng quan trọng nhất là thứ này đúng là được. Rồi, chạy này. Rồi, đóng lại. Build thử coi nào. Rồi, chạy lại. Cũng không đúng luôn này. Rồi, nếu như không đúng thì thầy sẽ
thực hiện một cái thao tác thử cơ nha. Dùng phép thử. Dùng phép thử là các bạn để cái trò này để trống xuống cái, các bạn tìm đến một cái tập tít trong này. Set S đi. Các bạn kéo thử ra cái nó ra cái gì. À ở đây nó có cái trừ gì đến trước các bạn nhỉ? À cái trừ này, đúng không? Như vậy giờ ta phải thay thế nó lại này. Control thay thế cái trừ này bằng cái trừ gì nhỉ? Ở giới này ta phải có cái gì? Xung ngà và sẹt, đúng không? Và ta thay thế toàn bộ đi cái thử nào. Rồi ok, cây này là tàu lao thì ta xóa đi. Lưu nó lại. Và ta chạy lại thôi. Chú ý, khi nào ta build và khi nào không build. Khi nào các bạn sửa cốt hoặc thêm cốt vào thì mới build. Còn riêng cốt CSS HTML không cần build. Chỉ có cốt CSS là JavaScript á, thì mới build. Còn sửa giao diện thì không cần build. Đấy, các bạn nhìn nó ra chưa? Ấn thử cái nó chó không? Ok chưa? Dữ liệu nó vẫn đầy vào trong này đúng chưa? À, như vậy ta đã nhúng cái giao diện. Ok. Và để cho nó đỡ rối cái này thì thầy tìm đến cái thằng này này. Thầy xóa bớt cái thằng menu đi. Đây xóa bớt đi chứ để dài lắm các bạn. Đây cái thằng layout. Đây. Đó rồi. Ở cái thằng ghi chú bên này này. Thằng ghi chú bên này này. Đây này. Cũng rất là dài. Được chưa? Như vậy ở chỗ đây thầy sẽ xóa cái phần bên này đi. Thử nào. Xóa thằng này có thể lăn ra ở đâu. Đây nhá. Đây mấy cái nút này. Ấn này F5 lại. Hình như nó mất đi cái này đúng không? Rồi cái số 3 này vứt đi. Cái này vứt đi. Cái này vứt đi. Để cái nút search lại được. Như vậy nút search thường thường nó đứng đầu đúng không? Đây cái nút này. Các bạn có thể ấn thu nhỏ này. Xóa này. Được chưa? Rồi cái này xóa này. Thử ra nào. Muốn biết được thì phải thử. Ok, còn nút search ha. Đấy, còn nút search thì search nó ra đây này. Như vậy là đồn code bên này nó bớt đi. Ồ, xuống tiếp menu này. Alex này. Menu ở đây này. Ta trừ lại cái thằng dashboard thôi các bạn. Dashboard ở đây. Như vậy cái thằng này ẩn đi này. Ta không biết xóa từ đâu đến đâu thì các bạn cứ thu nhỏ thế này lại. Và các bạn thực hiện một cái thao tác xóa thế này. Là nó mất hết. Nha. Thôi trở lại đi. Thử gai cái núi bên này nó mất bao nhiêu cái. Quay ghét đúng không? Tiếp tục. Xóa này. Biết thì rất đơn giản. Từ đâu đến đâu. Xóa luôn thằng này. Ok. À, và chú ý các bạn xuống xóa luôn thằng này cho thầy. Demo này này. Đó. Chạy. Các bạn xóa đi để khỏi nó xuất hiện một cái cảnh báo gì đó. Đấy, xóa hết ra. Ok. Đấy. Đó là cách mà các bạn nhúng một cái giao diện vào. Đấy. Giờ ta coi lại cái đồn code chỗ này. Cái đồn code mà cái này ta chưa xóa đi mà ta chưa cắt á. Cái đường code này này. Cái thằng này chắc có cần đưa vào không? Nhìn lại nhá. Trong cái trang này. Cái thằng này mình có cần đưa vào không? Không đưa thì bỏ đi. Đúng không? Như vậy ta cần đưa cái nùi này vào thôi. Cái nùi này. Là cái này. Từ đây đến đây. Được chưa? Mà từ đây đến đây thì thầy để ở trong cái thằng tập tin inlet này. Bởi thằng này ra.
thứ mà mình đang cày là thứ này. Và thầy để đây ha. Và ta chạy lại cái trang này coi. Trang này là sinh sách. Thế lại. Đây nó ra có cái đuôi gì đây này. Wow, không biết là thầy có nhúng gì sai không mà nó ra có vẻ không đúng nhỉ. Ở đây hình như nó bị nằm ở trong cái thằng gì nhỉ? Đây nó nằm trong thằng này nè. Thằng này vứt đi, như vậy là phải có cái thằng này bao này. Rồi ok. Đây cái thằng này bao, như vậy là cái thằng layout này, cái thằng gì? Bởi cái này. Thử coi. Control KD. Lập đẹp cốt. Thử coi nào. Đấy, nó tọt vào thấy chưa? Đấy. Như vậy ta đã nhúng ra cái này thành công. Giờ ta chỉ cần là lôi cái nội dung này đưa vào trong này. Đúng không? Nội dung là đưa trong này. Thì giờ ta đưa sao để ta trình bày cho nó đẹp. Thì đây. Đây là cái cú pháp để mà ta trình bày nội dung ở đây. Các bạn xóa bớt đi để sau này ta làm cho nó dề này. Rồi. Đây là tiêu đề. Tiêu đề thì các bạn cần đưa tiêu đề chỗ này. Được chưa? Ở đây là danh sách, danh mục sản phẩm. Như vậy ở chỗ này ta sửa lại cái chữ, chữ này là danh sách, danh sách, danh mục sản phẩm. Tất cả danh mục sản phẩm. Chạy lên, ta có được cái chữ này. Được chưa? Cái nội dung ở chỗ này ta đưa vào chỗ này. Như vậy cái nội dung này các bạn phải hiểu cái này để làm gì. Đây nội dung này. Được chưa? Ta sẽ kiện kẻ bạn. Ở trong này là table các bạn. Đây là table. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ sử dụng kỹ thuật table. Kỹ ở chỗ này. Được chưa? Thì table thì ở đây này là header, ở đây là table body, thì ở đây thầy sử dụng table. Và thầy sử dụng class table. Table border của bút trắng. Cái này là của bút trắng nha. Như vậy ở đây thầy sẽ để tr và td. Ở giả sử đây là dấu thăng copy name. Thôi ta ghi tiếng Việt đi nhỉ. Name là tên. Tên danh mục. Giả sử đây là salute chẳng hạn. Salute. Rồi ngay tạo. Các bạn đổi cái này thành TH cho thầy. Đấy, ta có cái này. Được chưa? Rồi, ta sẽ thêm một cái chức năng ở cuối cùng đi. Chức năng ở cuối cùng như vậy đấy, chức năng. Và thầy cuối cùng là ID. Chức năng. Mà. Rồi, còn ở. Tập trung. Ở dòng thứ hai. Dòng thứ hai đó là TR và ở đây là TD. Các bạn copy cái này ra. Ở đây có mấy cái đó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy ở đây ta phải chạy vùng lặp cho nó. Vùng lặp thì các bạn nhìn ở đây vùng lặp này. Được chưa? Ta sẽ copy cái vùng lặp này, cắt luôn vùng lặp này thì để cho cái thằng này. Vùng lặp cái gì ta để cái đó, vùng lặp cái này. Đấy, và cách viết của nó thì ở chỗ này chỉ cần đóng, sorry, chỉ cần đóng ngoặc cái này là được. Có nghĩa là nó sẽ lặp đi lặp lại cái đồn cốt trong này. Được chưa? Nó lặp đi lặp lại đồn cốt trong này. Và mỗi lần lặp như vậy ta sẽ in cái thông tin nó ra.
cái cách viết của nó hơi dài, cách sinh tốn của nó hơi dài. Thì ở đây ta chỉ cần lấy biến này, mỗi lần lọc như vậy, mỗi lần lọc như vậy ta có được một cái item. Như vậy ở đây các bạn chỉ cần là đưa A cộng item chấm name, thì ta đưa name, được chưa? Nó tự hiểu luôn, name là name. Rồi như vậy ở giới này, cái vùng lập ở chỗ này thầy xóa đi, thầy không cần cái này. Đây, vùng lập này xóa. Còn cái này nó lấy tên tiêu đề của nó ra, gọi là tên của cái trường á, nó lấy ra. Thì tên trường ở chỗ này thầy gò tiếng Việt rồi, do vậy thầy cũng không có lấy theo ý của nó nữa. Do vậy tên trường này gì thầy cũng xóa luôn. Còn cái nút này là nút để khi ta kích vào nó chuyển qua cái trang tạo mới. Thì ở đây là ngoài vùng lập, như vậy cái này ta cũng cắt nó, ta để nó một cái chỗ phù hợp. Ví dụ ở đây là chỗ mà thầy hay để là chỗ này, được chưa? Như vậy ta có thể để ở đây, tạm thời để ở đây đi ha, được chưa? Như vậy ta xóa đi cái đùi này. Xóa ghi chú đi khỏi gọn, cho nó gọn. Đấy. Rồi như vậy ta chạy, nó sẽ đưa nội dung nó đẩy vào trong này. Nó mới đưa được cái tên thôi các bạn nhìn. Đây nó mới đưa cái tên thôi. Các bạn muốn lấy salute thì các bạn đưa gì? Salute như vậy. Đây ta các bạn đưa salute ai? Salute thì ta đưa salute ở đây. A cộng item chấm salute. Rồi, ở chỗ này ta muốn lấy ra ngày tạo, thì ở đây ta sẽ lấy item trừ thường carit add ngày tạo. Ở chỗ này ta muốn lấy ID thì ta i cộng ID item chấm ID. Được chưa? Như vậy ta ra được cái nùi này. Đó, ra ngày tạo với nhấn đó đúng không? Cái này ta nhập, ta cũng có nhập nó. Như vậy nó ra một thông tin như thế này. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là cái trừ ngay tạo này cực kỳ xấu các bạn. Nó ra rất là xấu. Ta làm cho nó đẹp là ta đưa bút tần, đưa bút trắng vào cho nó đẹp. Như vậy ở đây thầy sẽ sửa lại cái đồn cốt ở trên đoạn này. Thầy sẽ định nó thành PR Rao Deep Class Rao và deep class column MD6. Và thầy copy dòng này, ở phía bên này thầy cho strong lên, strong là đậm lên, và thầy đưa cái chữ này vào. Các bạn muốn cho nó chữ màu đỏ thì các bạn cứ class test gì đen rớt vào, được chưa? Còn cái phần bên này thì các bạn thiết lập đường link. Đường link ở đây ta sử dụng cái thẻ A. Thẻ đường link ta dùng thẻ A. Đấy, thẻ A thì ta sử dụng thẻ A ở đây. Và các bạn dùng class của nó là btn. Btn. Và các bạn đổi là btn, ví dụ thêm các bạn cho màu xanh. Set, và đây các bạn đưa chữ thêm. Đấy, thế cái nùi này ta vứt đi nhá. Cái nùi này ta vứt đi. Đấy, thì các bạn trở lại cái này. Đấy, nút xanh. Nhưng cái xanh này nó nằm bên phải, thì ta sẽ test align. Cái này là gì? And. Nó mà trước lúc xóa, thầy sẽ copy lại, thầy để lại nhá. Để ta tìm hiểu nó. Như vậy ở chỗ này là test gì? And. Test and là nằm cuối. Đó. Nằm cuối. Như vậy ở chỗ này ta chạy lại thử coi nó nằm cuối chưa này. Oh, cái nùi này đó. End cũng được. Phần loát. Right.
À, kinh như vậy cái đó đi ha. Rồi ở đây ta cần kinh linh. Kinh linh thì ở đây chú ý các bạn vị. À, thay sửa lại cái này chút xíu là BTNSM. Và cái này thầy sẽ thiết lập hai bên linh của nó. Được chưa? Ở đây linh thì nó dùng cái này. Cái này không phải là cái duy nhất để thiết lập linh. Cái này có nghĩa là khi ta kích vào cái đó nó sẽ chạy đến action. Đấy các bạn nhìn thấy nó chạy đến action đây này. Đây nó sẽ chạy đến action. Được chưa? Kích nó chạy đến action. Thì trong số những cách thiết lập đường link thì ta có cách thiết lập là ở đây các bạn có thể chạy đến một cái a cộng url. Chấm action. Được chưa? Thì nó cũng chạy đến action đó. Nó cũng chạy đến action nhưng cách này thì ta nhúng được, còn cách này ta không nhúng được giao diện vào. Cách này không nhúng được giao diện, cái cách này nhúng được giao diện. Được chưa? Action thì ở đây ta sẽ ghi tên action gì đó. Đấy. Tại sao lại ghi hai cái? Action của controller gì? Được chưa? Nó rõ ràng hơn, còn ở đây nó là action. Thì nó chạy đến action, tất nhiên ta đang đứng ở controller tên là category. Nhưng để rõ hơn ta chạy đến cái này. Như vậy ở chỗ này ta sẽ đưa cái tên gì? Tên action, sau đó tên controller. Tên action là ta sẽ chạy đến ở chỗ này là gì đấy? Đó. Và ta sẽ chạy đến query. Được chưa? Như vậy ta thay thế cái nuôi này đi. Thay thế cái nuôi này bằng cái vừa rồi. Đấy. Như vậy ta chạy lại. Nó vẫn chưa nằm được xa. Tức là ta thử cái ta ấn vào nút này nó chạy qua được chức năng thêm đấy chưa nhá. Ấn cái này chạy thêm chưa? Rồi, qua được rồi. Và cái này nó tạo thì ở chỗ này có mấy cái nút nhỉ các bạn? Edit, xóa và chi tiết đúng không? Như vậy ở chỗ này nó cũng có ba cái nút như vậy. Ở đây các bạn copy cái này. Đấy, xuống ở chỗ này. Nó cũng có ba nút như vậy. Nhưng ba nút này xóa là xóa cái gì? Đúng chưa? Xóa là xóa cái gì? Sổ là sổ cái gì? Đúng không? Chi tiết là chi tiết cái gì? Như vậy ở đây ta có sổ đi. Sổ đi. Ta cứ ghi trừ ra sổ này. Chi tiết này. Và cuối cùng là gì? Xóa này. Xóa thì thầy cho một cái màu đỏ đi ha. Chi tiết thì thầy cho info đi. Đấy. Như vậy ở đây các bạn chạy đến cái thằng sổ. Nghĩa là các bạn kích chuột nó chạy đến action tên là. Cái này là chạy nó đến chi tiết này. Đúng không? Như vậy nó sẽ chạy đến chi tiết này. Đây chi tiết này là đây. Nó sẽ chạy đến thằng chi tiết. Đúng chưa? Còn nếu như các bạn kích chuột vào cái thằng nghi sở thì nó chạy đến edit này. Edit này. Và nếu như các bạn chạy kích chuột vào cái thằng nghi delete. Đấy. Thì các bạn sẽ thực hiện gì? Xóa này. Nhưng thường ta phải xóa một mục tin. Xóa một mục tin. Được chưa? Đấy, xóa một mục tin. Như vậy các bạn có thể tham khảo ở cái trang edit này thử coi. À, trang detail này, các bạn nhìn người ta thiết lập ở đây. Đây này. Thêm một cái tham số phía sau. Như vậy các bạn thêm cho thầy một cái tham số phía sau của cái thằng action đó. Ví dụ ở đây các bạn kích thầy thêm tham số vào đây. Được rồi. Đấy, thêm một thầy một tham số vào đây. Thêm thầy tham số vào đây. Và cái này là gì? Item. Cái này là item. Được chưa? Như vậy đó là xóa cái mẫu tin là ID và
cập nhật một tin có ID bạn, sửa một tin có ID gì bạn. Ok rồi, ta build là ta không cần build, ta chạy lại cái thử ba cái nút này nó ra chưa nhá, ấn thử này ra chưa, ta ấn vào sửa coi nó chạy qua cái form sửa không, đúng không, đúng chưa, ta chạy vào chi tiết nó ra chi tiết không, đúng chưa, đúng rồi. Rồi nó chạy ra là đúng đó, còn chạy mà không ra nó bị lộn, còn ấn vào đấy xóa thì nó chạy sang một cái conform, được chưa đó. Như vậy buổi hôm nay các bạn tạo cho thầy một số trang và các bạn thiết lập cái giao diện của cái tập tin này về giảng này thôi, mỗi một cái là mở cái này ra thiết lập cho thầy, được chưa. Đấy, có 13 bạn thì tâm tâm đó khoảng 13 cái tập tin này. Cách tạo lại một lần này nhá. Tạo lại chờ ta quản lý sản phẩm thì ta làm sao? Hay là quản lý thương hiệu, các bạn làm thế này thôi cho thầy. Rồi đi sửa từ từ nhá. Đây. Các bạn kích phải chuột vào controller. Controller. Thứ ba chọn cái cuối cùng. Được chưa ạ? Ấn add. Cái thằng này ta cần chọn cái gì? Giả sử đây là thương hiệu thì ta chọn gì? Rồi xuống chú ý chỉ cần đầu cái này luôn. Các bạn làm một lần luôn cho tất cả những cái bảng, được chưa? Rồi sau đó ta đi edit từng cái một, chứ đừng có làm từng cái một đổi lung tung thì đừng link này nó thay đổi một tí là bị tròn lại, rất là mất công. Cây thứ hai đó là gì? Run cái này, chú ý xóa cái này đi. Như vậy ta có được cái chức năng quản trị thứ hai. Rồi chức năng quản trị thứ ba là gì nhỉ? Theo thứ tự alphabet thì nó là đến cái gì các bạn? Theo alphabet thì đến cái gì? Config đúng không? Cấu hình như vậy đấy, ta cần tạo cấu hình thì các bạn kích phải chuột add. Control L. Chọn cái cuối cùng add. Cấu hình. Nhớ là từ từ cái này nha. Anh nào mà vội được cái mỗi lần cứ chọn cái đó là cứ ấn vào nút chi add cái là đừng link nó tầm bầy một tí là mình cũng hiểu. Mình bị khống chế cái đường link của mình. Rồi tiếp theo là gì? Lâu nhỉ? Kích add controller. Chọn add. Cái này là config rồi thì giờ đến gì? Link đừng có tạo nhé, link thì đừng có tạo, không phải cái gì cũng tạo đâu. Rồi thầy sẽ giải thích cái cơ chế truyền dữ liệu từ controller sang view cho bạn. Cái đầu tiên nhá. Đây. Cây này cái action này là action khi các bạn chạy lên nó phải lấy ra danh sách, được chưa, danh sách. Tại sao là danh sách? Đây là danh sách các bạn này, được chưa. Như vậy cây này mình có thể viết, hãy quay về cái trang catalog đi. Đây, cây này mình có thể viết lại như sau. Cắt cái này ra, ghi một biến va thế này, lead bằng, và ta đưa cái biến lead vào đây. Lead nghĩa là sao? Câu lệnh này này, câu lệnh này tương ứng với câu lệnh SQL, đó là select sao from category, được chưa? Còn tulip đó là lấy ra tất cả một tin. Tulip đó là phương thức của entity bên buộc, nó lấy ra tất cả một tin. Sau khi lấy xong thì nó truyền cái biến list này sang cho view, được chưa? Nó truyền. Cách truyền này người ta gọi là cách truyền theo dạng model.
truyền một cái bản đầu của một cái đối tượng sang gọi là model. Và chú ấy các bạn go to view, các bạn quan sát ở bên này, khi này ta có sửa cái gì đó đúng không? Nhưng quan trọng nhất để mà hiểu được cái cơ chế truyền thì các bạn phải lăn lên trên cùng. Đây là khai báo giao nhận lại dữ liệu tốt hơn cái cách truyền lên trên. Và cái này là truyền theo dạng lead model. Lead là danh sách, được chưa? Model. Thì ở đây các bạn cần dùng một cái khai báo, đó là model. Sau đó kiểu dữ liệu nhận về là danh sách. Đây là kiểu dữ liệu danh sách. Cái này là danh sách, được chưa? Tương ứng với cái model nào? Cái này gọi là model hay ta gọi là thực thể, gọi là model. Tương ứng với model đó thì như vậy. Còn nếu như các bạn nhận về dữ liệu là một mục tin, bên kia truyền một mục tin sang, bên kia nhận một mục tin, thì cây này các bạn xóa cây này là một mục tin. Một mục tin thì các bạn đơn như vậy không? Còn nhiều mục tin thì các bạn phải khai báo thêm clip. Đấy, đây là kiểu dữ liệu tập hợp thôi. Đây, kiểu dữ liệu tập hợp nha. Đấy, như vậy đây là nhận nhiều mẫu tin. Đây, thầy ví dụ cho trường hợp truyền một mẫu tin này. Đây là chi tiết. Chi tiết là chi tiết của mẫu, trong ai là chi tiết của nhiều hết, được chưa? Như vậy ta lấy dữ liệu ra, còn cái đồn cốt này là đồn cốt bảy lồi thôi. Bảy lồi có thể là nếu như ID của chúng ta mà không nhập nghĩa là lồi. Được nhận vì theo á, được nhận lên đi theo những cái số 5 á, dòng 24, các bạn quan sát dòng 24. Nếu người ta không nhận cái con số 5 nghĩa là đường link ấy bị lỗi. Hoặc là cái con số 5 đó người ta không nhận, người ta gặp một con số gì đó chẳng hạn, cái trừ gì đó chẳng hạn, hoặc là cái đó không có chẳng hạn, thì nó sẽ bị lỗi. Như vậy nếu như có thì nó sẽ truyền đây. Câu này, câu lệnh này là trả về một mục tin, được chưa? Select, nếu như đọc SQL á, select tốt một, lấy ra một không, được chưa? Và cái này gọi là lấy ra một mục tin, phi tin ra mục tin nó hay đi, tin ra mục tin nó đi. Và ở đây các bạn truyền một mục tin sang gì? Sang view. Một mục tin truyền sang view theo dạng model. Thì ở phía bên này, phía bên này nó nhận lại view thì ở đây là một mục tin. Một là cái này, nhiều là cái này, được chưa? Và sau này ta sẽ có một cái cơ chế đứng ở view, ta truyền dữ liệu sang cái phần lớn, đó là homepage. Ta đứng ở homepage ấy, ta nhập dữ liệu tên, các cái điều kiện, các thể ý muốn đó, ta muốn xuất bệnh thì nó lấy toàn bộ dữ liệu ở còn đó, nó đưa về gì? Controller sẵn xử lý. Như vậy cái form thêm nó cũng truyền theo cơ chế model, được chưa? Cơ chế model. Đấy, thì chú ý cái này. À, ở cái trang quản trị thì ta không cần cốt thì nó ghi nó tự sinh ra, hiểu không? Tự sinh ra cần cốt. Nhưng nếu như các bạn không hiểu cái này, đến cái trang người dùng thì ta tự cốt hoàn toàn. Trang người dùng ta tự cốt, ta không tự sinh ra được như thế này đâu, tự cốt. Như vậy nếu như từ cốt ta các bạn không hiểu bản chất cách truyền dữ liệu từ controller sang view, hoặc là từ view về controller, thì các bạn không làm chức năng đăng ký hoặc là chức năng lấy dữ liệu lên. Đơn giản đây là truyền thế này thôi. Ngoài cái cách truyền này ra nó còn có nhiều cách truyền khác, chứ không phải một cách truyền này. Nó là một cách truyền này, người ta gọi là cách truyền theo dạng model, được chưa? Đấy, truyền model. Đấy, model này chỉ truyền dữ liệu của một cái object hoặc là một cái list object, được chưa? Như vậy giờ các bạn zone hai bảng lại,
các bạn muốn truyền sang thì các bạn phải tạo ra một cái object trung gian để lưu trữ dữ liệu thành một đối tượng, thì các bạn truyền đối tượng nó sang được. Như vậy để mà dâng khai bảng thì ta phải tạo thêm một cái object mới, object tương tự như thằng này, object mới tương tự như thằng này, được chưa? Đấy. Nhớ với lại là những cái thứ gì mà chúng ta học ở đây thì không có thể xem video 2021 hay 2020 của thầy được, vì cách xa, cách làm này nó không tạo ra một cái đối tượng mai cả lạc. Mai cả lạc là một cái đối tượng được kế thừa cho nhiều quốc gia sử dụng. Còn ở đây thầy không muốn kế thừa quốc gia khác sử dụng thì thầy tạo lớp model, tạo cái thứ tục model của nó luôn theo đúng chuẩn của nó. Cái gì gọi là theo đúng chuẩn của nó, nhưng đúng chuẩn này nó có nhược điểm là lập đi lập lại thôi. Nhược điểm các bạn cũng nhược điểm đâu, nhưng cái này là viết cốt thẳng vào đây, viết cốt thẳng vào đây này. Cái đường cốt này thầy cũng thích viết thẳng vào đây, đường cốt này này thầy cũng có thích viết thẳng vào đây, được chưa? Tại sao lại thầy lại tách cái đường cốt ra thành cái biến lý cho nó thành chuyện nào? Tại vì truy vấn không bao giờ dùng select sao from, vậy có quen nhá, vậy quen biết làm sao, đúng không? Order by biết làm sao, có thể get where các bạn biết rồi, select sao from where order by group thì đó cũng ứng, mà câu lệnh này thì mới chỉ là select sao from one, đúng chưa? Còn lấy ra tất cả những cái cây này cho cậu sau này ta biết lại cho, đúng chưa? Điều kiện của quy vật thì cái dòng 20 này các bạn chỉ cần hiểu đó là ta sẽ quy vấn tất cả các mẫu tin trong bảng category ra và cả về điều dữ liệu là đi và là tu lý có thể ép nó về giải trí đi và ta truyền dữ liệu đó sang cho view theo dữ liệu thì bên kia nó phải có một cái đối tượng để nhận về đi, được chưa? Như vậy thôi. Chết chắc.